Ok, hello anh em. Hôm nay thì cũng chơi một con game mới thôi. Tôi nhớ bữa nay là có đặt cái lịch một số game nó sẽ ra mắt á. Nên cũng chưa biết game nào. Đây chúng ta chơi thử game mới này ha. Game này có tên là Gốc Cần Go. Đây, con đường vụn vỡ. Đầu tiên á, nói trước với anh em là con game này nó rất là nhiều chữ. Nó dạng là Gitogi nè. Nên văn bản nó rất là nhiều luôn. Anh em sẽ có cảm giác như là đọc một quyển sách hơn là đang chơi game á. Nên anh em nào mà ngại chữ nhiều quá có thể bỏ qua video này đi. Kiếm mấy cái video mà giải trí thư giãn hơn coi trên kênh tôi. Còn anh em thích thể loại nào mà chữ nhiều á, cốt truyện nó mà quan tâm rất là tiểu tiết, rất là nhiều chi tiết á, như những cái thẻ mà Choi Master, Gitogi hay là rất nhiều lựa chọn Multi Ending rồi nè. Anh em thích mấy cái thể loại này thì có thể đi theo dõi cái video này. Con game này cũng là một con game mà rất là hot luôn. Nó được hơn là 18.000 lượt qua luôn nè. Thời điểm nó ra mắt thì sẽ 11 tiếng nữa. 11 tiếng nữa thì chắc là 0 giờ đêm nay á. Lúc mà giao ngày giữa ngày 10 với ngày 11 á, thì game sẽ review luôn. Lúc đó thì tôi vẫn chưa biết giá con game như thế nào, nhưng mà nó có vẻ rất là mong đợi. Tuy nhiên thì nó rất là nặng về cốt truyện luôn. Anh em mà thích mấy con game hành động phiêu lưu hay là tốc độ cao nhanh nhanh, hay là lên yếu tố chiến thuật đồ rất là gói gắm chi tiết á, thì rất là khó hợp với game này. Còn nếu như anh em mà thích mấy thể loại chậm rãi mà chiêm nghiệm cốt truyện hay là đưa ra nhiều cái lựa chọn để mà giải quyết tình huống nữa, thì con game này có vẻ hợp với anh em. Anh em sẽ hội thoại cho lựa chọn hội thoại rất là nhiều luôn. Nó mang tính cái triết học nhưng mà văn hóa rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ nhập vai vào một cái nhóm những người sống sót sau cái đợt tận thế ở nước Úc, rồi tìm cách mưu sinh trong cái thế giới này thôi. Thôi thử qua cái trailer ha. Phong cách nạt tay của game này á, nhìn tuy nó ở nước Úc á, nhưng mà anh em nhìn nó rất khá khá giống như miền biển Tây đó, đầy đất cát khói bụi thôi. Đồ họa này tay nó cũng khá đẹp nha. Hỏi tội mà mấy cái nhân vật của mình nó hơi đơ đơ một tí. Đó, lâu lâu nó có mấy cái hành động cảm xúc. Đây là cái gameplay của game nè. Rất là nhiều thứ để anh em lựa chọn luôn. Nên tôi mà dịch không nổi thì cũng cố gắng truyền tải cho anh em một số cái cốt truyện game này. Đây là cũng có một số cái yếu tố mà giao tranh trong game này nè. Cái phần combat này trông cũng có vẻ khá là thú vị đó. Nó vừa giống Disco Elysium, vừa giống Fallout, lại là có cái rẽ nhánh giống như bà Baldur's Gate nữa. Một cái lời mô tả của cái nhà phát hành về con game của họ luôn. Tiếng chân đi hơi lớn nha. Cái này rất là nhiều thứ luôn, họ cũng được rất là nhiều giải thưởng nè. Switch Pop á, Switch Bu á, Nexus GBG với mà với cảnh hiện đại hơn. Cái này là cái la bàn đạo đức. Nhìn trông có vẻ phức tạp đó. Tôi thì cũng mới tạo nhân vật thôi, chưa có thử gì nhiều. Cũng vô option setting tí. Bây giờ chúng ta vô game thử đã. Game này mới có tiếng Việt nữa thì ngon. Đây, vô game. Bờ Gốc Cần Go, con đường vụn vỡ. Versus Evil. Group Beer Bay. Ngộ ha. Victoria Bio Gen Virus à. Gen Watch, cái này giống logo quá mà National cái gì. Logo mà chương trình về thế giới thiên nhiên hoang dã động vật á, cái logo hình chữ nhật màu cam. Cái này chỉ là tiểu thuyết hư cấu thôi, nên cái gì mà giống nhau hoặc trùng tên thì nó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Là vô new game. They thought ending the world would end the war. Người ta nghĩ thế giới That sẽ tận much thế khi was mà chiến passed down. tranh. Everything else Hoặc là mấy cái gì đó. has been Ngược lại lost. thì nó lại là một cái vụ nổ hạt When nhân. the bombs dropped, Khi mà quả 80% bom rơi of xuống á, Australia's 80% cái dân population số nước was Úc bây wiped giờ thì đã out. bị thanh tẩy luôn. Just like that. Sa mạc thì bao phủ Those cái who toàn weren't bộ cái thành phố này. immediately vaporized Còn cát với carried the bụi thôi. radiation inland, poisoning all the pretty places they crawled to. The desert swallowed the rest. Despite it all, we survived. We rebuilt. We even formed strong enough allegiances to Một have nhóm thì wars vẫn of sống our sót, own. nhưng mà chiến But tranh these thì wars cũng vẫn were đấu of đá với nhau thôi. disease, of Chắc chúng ta hunger, tham gia vào cái of nhóm này. people who'd forgotten the sacrifices that have always been made beyond the steady glows of the Vẫn cities là that những cơn now bão đầy choked khối cát with và bụi nè, dust. giống là bối cảnh Our phim great grandparents made it. We will too. All it takes to thrive in this new world is guts, grit and hard yakka. Dơ cả. That's where you come in. Đây là nơi mà chúng ta sẽ đến đây.
này là gì đây? Ở đây là chúng ta có chọn là bốn cái người có nguồn gốc xuất thân. Mình là lớn lên với một khẩu súng trong tay nên mình được cộng là hai cái điểm bonus, là điểm sức mạnh và cái điểm mà nhận thức. Cũng ngoài ra cũng cộng thêm 10 kỹ năng bắn súng với mà 5 kỹ năng này nó gì nữa đâu, cảnh giới cảnh giác gì đó. Còn đây mình là một người sinh tồn, cộng thêm 1 điểm trí tuệ, thêm 10 điểm tầm nhìn. Còn bên này là mình có 10 điểm lãnh đạo, và cái này mình phần lớn thời gian á để đi mà lang thang buôn bán trong cái thị trấn, phải di chuyển ở khắp miền Tây nước Úc. Còn cái này mình như một chú chó nhỏ, bố mẹ mình thì bỏ rơi ở nhà ga rồi, thành ra là có điểm sức khỏe tự bươn chải khá là nhiều. Anh em thích cái lát nào đây? Tôi thì cũng không biết nữa. Cái này giống trẻ mồ côi nè, còn cái này thì lớn lên từ bé với cây súng, còn cái này thì lại cho mình một cái điểm trí tuệ khi mà bươn chải gác khá là nhiều. Còn cái điểm này thì mình kinh doanh từ bé nên có cái yếu tố lãnh đạo. Chọn cái này đi, trẻ mồ côi thứ hai. Tất cả những người bạn biết thì đều đã chết. Trời ơi, đúng là số phận bi thảm luôn. Gì đây, chúng ta có 8 nhân vật. Này giống châu Á nè, nhưng mà em này đẹp, chắc là người chọn em này đi. Nhưng ở cái bước này thì chúng ta chỉ có chọn nhân vật thôi, không có quyết tầm được cái áo tóc hay nón hay là mấy trang bị quần áo gì nha, chỉ có chọn nhân vật là hết. Tiếp, ây da, cái này là hướng dẫn về cái la bàn đạo đức. Cái la bàn đạo đức này nó có góc nhìn 360 độ về những cái lựa chọn mà mình có thể hiển thị ở đây nè. Khi mà lựa chọn cái này trùng vô, mình có thể mở khóa luôn trong chuyến hành trình. Cái la bàn đạo đức tập trung vào bốn nhóm chính, là bốn cái chủ nghĩa mà triết học á. Mấy cái này chắc tí nữa nó đề cập. Cái chủ nghĩa này là đầu tiên là cái màu vàng rồi nè. Cái màu vàng này chính là cái chủ nghĩa vị kỷ, rất là thực dụng luôn. Tức là thực dụng theo cái kiểu mà tương đối tốt đó. Cái gì mà tốt nhất cho mọi người thì nó đều là tốt. Cái này theo chủ nghĩa số đông á. Anh em cứ nghĩ na ná gì đây. Tôi thì dịch nó khái quát. Còn cái human này thì nói về chủ nghĩa nhân đạo, tức là làm điều tốt. Cái tư tưởng của mình hướng đến cái tốt, những cái tốt trước mắt để an ủi bản thân hay là giúp đỡ người khác rồi chẳng hạn. Còn cái chủ nghĩa màu tím này, nó là chủ nghĩa hư vô luôn, tất cả mọi thứ đều tồn tại là vô nghĩa, không có giá trị gì hết, con người quá là nhỏ nhoi. Nên cái chủ nghĩa này gần như là kiểu bất cần đời á, anh em buông xuôi tất cả. Còn cái màu đỏ này thì nó rất nguy hiểm nè. Anh em xem mấy cái phim mà hay cái truyện tranh sách báo game nữa, có sẽ có một số cái nhân vật rất là tàn ác luôn, chủ nghĩa phản diện á, thực dụng á, này gọi là chủ nghĩa xảo quyệt, đặt tên theo cái mà người nghĩ ra cái học thuyết này hay gì á, tôi không biết. Ông này có gì anh em giao wiki nha. Chủ nghĩa này thì tư lợi cho bản thân rất là nhiều, cái gì có lợi cho bản thân thì có thể làm tất cả mọi thứ, bất kể điều đó độc ác đến đâu. Này là bốn cái chủ nghĩa trong con game. Đây là cái góc nhìn của mình về thế giới, gọi là thế giới quan á. Nó là một cái hình tròn màu vàng như thế này. Khi mà mình lựa chọn cái mà câu trả lời hay là cái tư tưởng hay là hành động cái ứng xử nào đó theo cái la bàn đạo đức á, thì cái góc thế giới quan của mình nó sẽ thiên hướng về cái đó. Chữ nhiều quá tôi làm biến động quá, tôi dịch khái quát cho anh em thôi. Đây là có bốn tư tưởng mà gọi là cái tư tưởng chủ nghĩa nãy nè, thì tôi dịch sơ sơ cho anh em như nãy đó. Cái này là vị kỷ, rất là thực dụng theo cái hạnh phúc của số đông. Cái này là nhân đạo, thường làm những điều tốt bụng nhưng mà đôi khi phải hy sinh rất là nhiều thứ. Cái màu đỏ này rất là xảo quyệt, gọi là chủ nghĩa xảo quyệt đi, sử dụng rất là nhiều cái mà tư lợi. Nhóm của tôi luôn là tốt nhất nè, tức là vì bản thân làm tất cả luôn. Cái này chủ nghĩa hư vô, buông xuôi tất cả mọi thứ. Ủa sao này bắt với lo lắm. Rồi bây giờ qua 6 cái câu hỏi về triết học. Trời, sao game mới vô mà nhiều chữ quá. Cái câu hỏi 1 trên 6, tức là còn 6 câu nữa đó. Bạn và cái phi hành đoàn của mình đi xuyên qua một cái khu rừng nào đó để khám phá hay thám hiểm gì đó, thì tình cờ bị con rắn cắn. Con rắn cắn vào hai người, anh ấy và Sira gì đó. Nói chung là bây giờ mình với cái nhóm của mình thì có hai người bị rắn cắn đó. Ở đây mình sẽ có bốn cái phương hướng trả lời.
Đầu tiên thì tốt bụng theo chủ nghĩa nhân đạo nè. Nếu như cả hai bị cắn á, thì mình sẽ chia cái liều thuốc giải độc, mỗi người một nửa. Còn lại sống chết thì anh em tự lo. Còn cái này thì chủ nghĩa hư vô nè, tức là trả cho ai cả, tại vì mình cũng có khả năng bị rắn độc cắn. Nó bị cắn là lỗi của nó, nên mình giữ cái liều thuốc giải độc lại. Còn cái lựa chọn thứ ba rất là thực dụng luôn. Và mình sẽ đưa thuốc cho một người và sau đó cứu lấy mà cố gắng sơ cứu cho người còn lại, sau đó đi gọi người giúp đỡ. Cái này rất là rủi ro, rất là mạo hiểm nè. Chọn cái này thì cái thiên hướng của mình nó nghiêng về hướng bên này nè. Còn cái thứ tư á là người nào có địa vị mà trong cái nhóm của mình cao á, mình đưa thuốc cho người đó, sau đó thì cái thằng đó nó sẽ cái người đó đó sẽ nợ mình một cái ơn cứu mạng. Cái này rất là tư lợi luôn nha. Đó, anh em chọn cái mà tư lợi cá nhân á, thì cái la bàn đạo đức của anh em nó quay xuống dưới cái phần mê chi này luôn nè, ma chi luôn nè. Còn nếu anh em chọn chủ nghĩa nhân đạo thì nó lên đây. Thực ra bây giờ tôi là nếu trong trường hợp này chọn theo thiên kiến cá nhân đó nha, thì tốt nhất nên giữ cho mình. Nhưng mà trong con game thì làm người tốt đi, chúng ta còn có thể lót xếp được. Ở ngoài đời có một mạng thì anh em nên chọn hai nếu anh em muốn sống. Còn mà số 3 này thì nó cũng là tốt hơn khá nhiều, nhưng mà cũng hơi thiên về mấy cái khác, nó rất là nguy hiểm luôn, rất là mạo hiểm. Trong game chúng ta cứ chọn một làm người tốt đi. Câu hỏi thứ hai, sau khi mà bạn đột kích vào một cái nhóm thương đoàn nào đó, bắt được cái thằng mà trưởng cái nhóm cướp của nó, mình sẽ đối xử với cái thằng mà đội trưởng của nhóm cướp nó như thế nào, gọi là cái thằng chủ ngu á. Đầu tiên mình bắt được hai thằng luôn, hai thằng mà của trong cái nhóm cướp đó luôn. Bây giờ mình đầu tiên á, thì em cái chủ nghĩa hư vô nè, xử luôn cả hai thằng, chả quan tâm cái vấn đề mà phức tạp như thế nào sao đó, tốt nhất là diệt đi. Hư vô á, thường là một á, nghĩ ngắn, còn hai á, rất là đơn giản mọi thứ luôn, tức là nhìn cái sự việc theo rất là đơn giản á. Còn cái này là theo cái chủ nghĩa thứ hai là vị kỷ, rất là thực dụng nè. Mình sẽ áp giải nó về thị trấn để cho xét xử tại đó. Cái việc mà giải quyết hai cái thằng này không được cái mà không đúng cái thẩm quyền của mình nên không có làm. Trong cái trường hợp bình thường thì anh em chọn hai nếu như đây là một cái thế giới bình thường, còn bây giờ là hậu tận thế rồi, áp dụng mấy cái khuôn mẫu vô cái thời điểm hậu tận thế mà rước việc vào thân như thế này mệt người lắm. Loại bỏ cái hai nha. Chủ nghĩa nhân đạo là thả nó đi, sau đó cảnh báo nó. Trời, cái này là cũng không luôn, nghĩ sao nhóm cướp nó giết người như ngoé vậy đó. Còn cái lựa chọn thứ tư là cái lựa chọn thứ tư là đúng cái chủ nghĩa theo cái rất là xảo quyệt luôn nè. Mình sẽ nói với nó cho một trong hai thằng sống, còn thằng nào sống thì thằng đó sẽ chọn, tức là dạng như cho hai nó bêm nhau hay là tự giải quyết với nhau vậy đó. Cái này thì hơi dã man quá. Tôi thì nghĩ vẫn nên trong cái thời hậu tận thế này vẫn nên khử luôn hai thằng đi. Gần thị trấn thì có một tên mà thống lĩnh mới, anh ấy bắt đầu thể hiện cái quyền lực của mình. Hắn đã gửi đến một cái tên đến đây yêu cầu phải trả phí, gọi là như cái phí bảo kê vậy đó, mình sẽ trả hay không. Nói chung là có một băng nhóm mới nổi nào đó, nó bắt đầu là thu phí bảo kê của mình. Rồi rồi, bây giờ nếu nó mà lấy được tiền thì cứ để nó đến đây. Cái này chủ nghĩa hư vô đúng kiểu mà buông xuôi, đúng buông xuôi tất cả mọi thứ luôn. Cái này là lựa chọn rất là nghĩ ngắn nè, một là nghĩ ngắn, còn hai là buông xuôi. Còn này thực dụng nè. Cái này là xảo quyệt chứ quên. Mình sẽ giả vờ là ok với cái thằng sứ giả đó, sau đó lúc mà trên đường nó trở về á, mình lén lút theo dõi nó, rồi coi thử cái thằng thủ lĩnh nó có đúng là nó mạnh mẽ như thế này không. Nếu đúng á, thì bắt đầu mà chưa không. Từ 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 từ, cái này là sao ta? Mình bám đuôi theo nó, lúc mà nó đi về với cái thằng kia, mình bám đuôi theo thằng sứ giả lúc nó đi về á, thì mình xử nguyên một băng nó luôn, sau đó mà bưu đầu nó thị chúng luôn. Cái này thì quyền lực đó,
Nhưng mà trong cái bối cảnh thế giới hậu tân thế như thế này thì lựa chọn này nó khá là ổn. Còn cái này mới là mình đi theo, là mình theo dõi nó nè. Cái này là chủ nghĩa nhân đạo nè. Nếu như cái thằng này nó có thể đáp ứng được nhu cầu của mình đó, thì mình sẽ trả tiền luôn. Cái này quá bạo lực đi. Còn cái này thì quá nhân nhượng đi. Còn cái này thì buông xuôi quá đi. Tôi cũng chả biết chọn cái nào nữa. Mình thì vẫn cố gắng đàm phán với nó, khiến mà cả hai đường đều có lợi luôn. Trời ơi, cái này giống dịch Covid nè. Một đứa trẻ, một người làng bây giờ đã bắt đầu có cái triệu chứng của bệnh truyền nhiễm này rồi. Bệnh truyền nhiễm này chắc là bệnh dịch thập hay là cái gì đó. Thị trấn thì đã chọn cách ly anh ấy và cả gia đình. Nhưng cuối cùng mình bị bắt gặp là nó vẫn lén lút đi ra ngoài để chơi với những đứa trẻ khác. Mình sẽ đối xử như thế nào? Cái này giống như Covid trong mà cái thời kỳ hậu tận thế. Covid trong thời hậu tận thế. Một, cảnh báo nó. Cảnh báo thôi. Còn cái số 2 là tập hợp cả nguyên một cái thị trấn là luôn, đuổi cả nhà nó đi luôn. Cái này thì hơi quá tàn nhẫn. Đuổi nó đi để làm gương cho nguyên thị trấn đó. Còn cái số 3, mình sẽ là đưa nó về nhà, sau đó canh gác cẩn thận hơn. Mình cảnh báo thị trấn là nếu có vấn đề gì xảy ra thì sẽ đổ thừa cái nhà này. Cái này nó giải quyết khá là ổn thỏa nè. Còn cái này chỉ đưa nó về nhà và an ủi thôi, động viên thôi. Chọn tiếp cái này. Câu hỏi số 5, nãy giờ anh em chưa vô game nha, mới có phần tạo nhân vật thôi đó. Những cái thằng bị bắt thì bây giờ đã trở nên phát điên đi. Mình gặp lại những người quen trong lúc bị bắt này. Mình bị bắt bởi những thằng phát điên thì trong lúc mình bị bắt bị giam á, mình gặp lại một số cái người quen nữa. Thì trong cái thời điểm đó thì mình có thể trốn thoát được. Trong lúc trốn thoát thì mình có thể có bốn cái lựa chọn sau. Lựa chọn đầu tiên, tức là mình cố gắng cứu tất cả mọi người luôn, cứu được càng nhiều càng tốt. Cái này khó nha. Khó. Những cái điều khó khăn á, hậu quả nó sẽ thường rất lớn. Nhưng mà nếu như anh em thành công á, thì nó rất là tuyệt vời. Cái này không có đâu. Còn cái này là mình trốn một mình thôi. Những người khác thì họ sẽ tự lo chuyện của họ. Cái số 3 này, mình sẽ rủ một cái người nông dân nó đi theo mình thôi. Anh ấy rất là quen thuộc con đường ở đây. Nhưng mà gia đình nó thì hên xui. Bây giờ đúng là chủ nghĩa thực dụng thiệt. Bỏ trốn thì mình chỉ rủ những cái thằng mà có ích cho mình thôi. Thậm chí cái gia đình mình cũng bỏ lại sau phía sau lưng luôn. Còn cái này thì đưa gia đình đi đầu tiên, mặc kệ những người khác. Anh em làm người tốt bụng, anh em sẽ chọn một. Anh em mà tốt bụng vừa đủ với bản thân và gia đình, anh em sẽ chọn 4. Anh em muốn sống một mình, anh em sẽ chọn 3. Còn anh em mà chả suy nghĩ gì nhiều á, theo đa lớn số đông á, thì anh em trốn một mình sẽ chọn 2. Ưu tiên gia đình trên hết. Số 4. Tiếp tục câu hỏi số 6. Mình phát hiện ra một cái mà kho chứa thực phẩm bị bỏ hoang. Sau đó thì mình không thể mang hết tất cả đi được, nên quay về thị trấn và gọi những cái người bạn đi giúp đỡ mình. Khi mà mình quay trở lại đó thì thấy một cái nhóm người nhặt rác khác nữa, tức là những kẻ như là đi săn hàng như mình đó, cũng đang tìm cách giúp cho chỗ này. Bây giờ mình xử lý như thế nào? Tức là mình phát hiện ra cái kho đó trước, mình về mình gọi người. Lúc mà mình quay lại thì thấy một nhóm khác cũng đang mà lần mò cái kho đó. Một, đây. Đầu tiên là không còn cách nào khác để lựa chọn đâu. Mình sẽ đe dọa những thằng đó bằng vũ lực. Nếu không được á, thì khử luôn. Rất là máu lạnh, thực dụng, đơn giản. Bây giờ cái này còn khốn nạn hơn nữa nè. Để họ lấy cái lương thực đó, nhưng sau đó thì lén lút theo dõi tụi nó đi về đến nhà coi nó nằm ở đâu. Rồi sau đó mình có thể loot những cái thứ tốt nhất của họ và giết tất cả những thằng đó luôn. Tức là cho nó loot đi. Nó lút nó đem về nhà, sau mình lén lén mình tới nhà nó, mình thịt nguyên một cái khu đó, mình lút sạch đồ nó luôn. Rất là tàn ác à. Cái này đúng là chủ nghĩa độc ác luôn, chứ không phải là xảo quyệt nữa. Còn cái này nhân đạo, cứ để nó lấy đi. Họ thì cũng đang chết đói thôi.
cũng không có cách nào mà nói cho họ biết là mình là người đầu tiên phát hiện ra nơi này. Cái này thì quá nhân đạo đi, anh em mà sống trong cái thời hậu nhân thế với cái tư tưởng như thế này là chắc bay màu sớm. Trong phim á, những cái thằng như thế này á, một cái trời cứu nó sống hoài từng tập này tới tháng nọ luôn, qua từng season luôn. Còn hai á, mấy cái phim bây giờ thì nó cho chết liền ngay tập 1 luôn. Những cái thằng mà quá tốt bụng. Số 4 rất là thực dụng nè, là mình sẽ nói với những cái thằng đó là mình phát hiện ra nơi này trước, nên tốt nhất là chia đôi nếu không muốn đổ máu. Bốn đi thôi, không có làm lợi nữa đâu, chữ nhiều quá rồi, gần nửa tiếng rồi đó. Rồi tiếp theo là những cái chỉ số và cây kỹ năng. Nhiều quá, không đọc đâu, mấy chỉ số này vô game tính. Đây là cái bộ skill của mình, khi là mình tăng đủ điểm thì nó lên, giống mấy con game mà thay đổi nhập vai rồi bây giờ anh em thường thấy. Đây, gen 2 mình sẽ input phản là từ 32 đến 50 điểm cho nó lên cái gen 3, rồi ok hiểu rồi. Và đây chúng ta vô cái phần tạo nhân vật này nè, đam của mình là 8. Dựa trên điểm tốc độ và trí tuệ, cái này dạng như cái thứ tự tấn công vậy đó, còn cái này là điểm action point, nó dựa trên cái điểm mà tốc độ và trí tuệ luôn, còn cái này là điểm di chuyển dựa trên mà thể lực và tốc độ, còn cái này là sát thương vũ khí tầm xa hoặc là tầm gần luôn, nó dựa trên cái điểm thức tỉnh cho vũ khí tầm gần. Ủa không, nó dựa trên cái điểm thức tỉnh cho vũ khí tầm xa và cái điểm mà điểm tầm nhìn cho vũ khí tầm xa chứ, và cái điểm sức mạnh cho vũ khí tầm gần. Ở đây chúng ta có 10 điểm để tăng vào 6 chỉ số này, còn ở đây chúng ta có 30 điểm để tăng vào 12 cái chỉ số này. Nãy tôi tạo nhân vật là tạo cái nào tôi quên mất luôn rồi, làm một số cái bài test tới giờ là lú luôn. Trên cũng nên tăng nè, báo cũng nên luôn, trí tuệ cũng nên luôn, tỉnh cũng nên luôn. Cái này điểm quyến rũ, cái này điểm tốc độ, tôi thấy tốc độ cái nào nó cũng quan trọng hết. Ủa hết được rồi đó hả? À hết điểm rồi, nên ưu tiên vào tốc độ ban đầu đi, tại vì ba cái chỉ số này nó mô tả đều dính đến điểm tốc độ cả. Khéo léo quá. Auto xin là sao, nó tự động tăng cho mình luôn cơ, nó tăng vào 25 điểm bắn súng nè, trong đó mấy cái này ném thì không cần đâu, đun cũng không cần đó, nhìn cái tên là xây xỉn nè. Cộng 0.2% mỗi điểm vào mấy cái hành động đó. Kim kép là cái gì? Tăng cái lót đồ thôi, cũng trang sức. Leadership thì chắc cần á. Khi bắt đầu combat, cái này vọng thẳng vô máu nè. Cộng 5 chính xác và 3% ổn định, cộng 5 điểm ổn định. 23 điểm là đủ chưa ta? 24 điểm chưa đủ nữa. 25 điểm là mới đủ. Ở đây mình còn 5 điểm, 6 điểm, không còn giảm được cái nào nữa. 25, 25, tăng hết vô melee vô. Thôi, mình không chơi cận chiến đâu, mình dưới tập trung vào súng. Đó, ba cái 25. Bây giờ bắt đầu hành trình thôi. 20 phút chỉ để tạo nhân vật theo một số cái chủ nghĩa đạo đức của mình. Auto save, bạc ti nhận 100 ép. Này là cái gì đây? Cái để đoạn trên là mô tả về cái hành động. Đó là một cái người lạ đưa tay đến và bắt lấy tay mình, dạng như bắt tay thôi. Chào mừng đến với trang trại của Tai Loa. Thanh niên này tên là Sin. Gia Cốt đã nói rằng bạn trên đường đến, nếu vui được gặp bạn. Một cái đoạn mô tả nữa, anh ấy bắt đầu đặt tay lên vai bạn một cách rất là thân thiện luôn. Rồi bây giờ mình trả lời như thế nào? Là bàn đạo đức của mình là được lựa chọn cái này, còn màu đỏ là mếu được lựa chọn luôn.
Đây là một cái nơi rất là xinh đẹp, tuyệt vời. Rồi, tiếp tục chỉ là những đoạn hội thoại cơ bản thôi. Thi thoảng thì có những cái kẻ săn trộm đến với là cái trang trại của chúng tôi. Bạn có thể giúp tôi giải quyết được cái việc đó không? Cái này là mình từ chối. Ok. Giúp. Rồi bắt đầu mô tả mấy cái khu này thôi. Mô tả về cái trang trại của anh ấy. Cái cối xay gió thì nó không hoạt động. Con cừu nó lại bắt đầu kẹt đầu vào cái hàng rào. Tôi bật cái tool lên internet em mờ này lên. Xài auto hotkey. Bấm vô nó đỡ nhức đầu rồi. Laser camera mua mình là đúng AD hoặc là giữ cái nút chuột trái. Mình có thể sử dụng cái phím tab rất là quan trọng để truy cập như này. Đây, animation khá là ổn nha. Bây giờ đi cứu con cừu khỏi cái hàng rào đây nè. Sao mà nhân vật nó đi từ từ thế này? Trời ơi, cứu con cừu có cái hàng rào mà một đống suy nghĩ như thế này. Bây giờ thử cái hàng rào hay là thử cái dầu kéo con này thôi. Thử đẩy nó ra. Thử cái nào cũng được chứ, đẩy con cừu ra. Ra nắm cái đầu nó đẩy vô. Rồi, ok. Nhấn nút tab để mà hiển thị những cái vị trí mà mình có thể tương tác. Đây có cái bàn tay nè. Không thế không ơi, không có nhặt phân. Bây giờ đi nhặt bốn cái phân ngón ở trong cái đó, sửa lại cái cối xay gió. Cái này là mình có thể đi loot đồ đó à. Một số cái vật dụng mà gác cửa mà. Cái này đi nhập phân à. Bây giờ phải có găng tay mới nhặt được. Găng tay chắc để ở đâu trên xe này quá. Đây lấy được cây sản rồi mới đi mà làm mấy cái việc làm nông đồng áng nè. Slip là cái gì? Vương cù. Dẹp đi nhặt phân anh em ơi. Này gai nữa. Này gai nữa. Rồi bây giờ đổ nước vào cho tụi nó nữa. Rồi sửa có xe gió nữa. Khổ quá. Thậm chí mình có người dẫn chuyện luôn nè. Rồi tiếp tục lên coi cái cối xay gió nó bị cái gì. Đã vào cái cối xay gió á. Thử quay cánh tay bằng tay trần. Anh em. Không sửa được. Vậy là phải có cái gì đó để mình mới sửa được cối xay gió phải không? Về giao mấy cái cục mà xích mình hốt cho thằng Sen này đó. Đây tôi đã nhặt này xong cái đó chất thải rồi đây. Tôi đã xong nước luôn. Tôi không nghĩ mình có đủ trình độ để sửa cái cối xay gió này.
Mình nhìn thấy cái con này nó trông khá là mệt mỏi đó, nên hỏi nó có chuyện gì xảy ra không. Thấy một con cừu nó khá là to rồi nè. Bây giờ kiểm tra chân của nó. Tên là Ba, nó kêu là Ba Ba Ba. Kiểm tra cái chân bình thường của nó. Rồi, khá là đúng rồi đó. Lại chọn nữa hả? Bây giờ chắc là do cái vết thương, mình có phải bác sĩ đâu mà nó tụt hứng hay gì. Rồi coi cái vết thương nó, chân nó thì có thể là bị bong gân gì đó, cừu cũng bị bong gân đó ha ta. Rồi mình có kiến thức về chấn thương thì có thể quan sát được cái đó. Thôi mần thịt ăn luôn anh đi. Rồi bây giờ mình băng bó cái vết thương cho nó thôi. Tôi không nghĩ mình có thể sửa được cái xe gió. Từ từ tí, tôi ra tôi đọc cái email cái. Tôi không nghĩ mình có thể sửa được cái xe gió đâu. Rồi đúng rồi. Thì cũng cảm ơn đã tìm cách rồi đó. Sáng mai thì thanh niên này sẽ gọi cho co để anh coi thử còn sao. Bây giờ cần tôi giúp gì nữa không? Rồi hết rồi, đã làm xong hết. Con cừu này thì trông nó cũng ổn định hơn đó. Rồi từ nó dối nó hả, nó dối đi cho nó mừng. Chào mừng đến với gia đình của chúng tôi, bye bye. Mình sẽ đưa cái đống này cho Alana, cô ấy rất là thích nó. Alana này, mẹ của cái con cừu này, trời ơi, mẹ của Jet. Ủa đâu phải, cô ấy là mẹ của Jet chứ không phải là mẹ của con cừu này. Nhầm nhầm nhầm. Rồi mình sẽ đi đến khu vườn ở giữa thị trấn đi gặp mặt. Ủa cắt cảnh luôn hả? Đây đem đồ ăn đến cho chị rồi đây. Cái đồ mô tả, mở cổng ra lại tiếp tục là một cái đoạn mô tả luôn. Nghe tiếng một cái tiếng súng nổ xa xa ở đâu đó bên hướng trang trại á. Bắt đầu hành động rồi nào. Lần trước cô chơi thì không có yếu tố hành động đâu. Ồ gì mà nhanh vậy. Mỗi cái vũ khí thì sẽ có hiệu ứng khác nhau cũng như là khoảng cách về tấn công khác nhau, như là súng lục và sọt trên cũng hoạt động tốt ở cự ly gần. Giplo thì cái súng gọi là AK, súng càng lướt anh em á thì sẽ hoạt động ở khoảng cách tầm trung, còn tầm xa thì súng nhắm vẫn là tốt nhất. Thông thạo có kinh nghiệm về từng cái loại vũ khí trong cái từng cái loại khoảng cách á, thì sẽ có cái hiệu ứng tốt hơn. Chỉ số bắn súng của mình và cái chỉ số mà mắt tử thần á sẽ tăng thêm cái yếu tố chính xác. Nó cầm dao hả? Sao nghe tiếng súng mà nó lại cầm dao? Bắn ở đây thì 70% mình bắn trúng. Di chuyển đến đây tốn 5 MB. Mình có số 5 với số 0 là sao ta? Bắn luôn đi. Ủa bắn cái là hết hả? Vẫn đi được nè. Cái điểm MP đó là coi ở đâu? À đây nè, nó có hai cái điểm action point, có hai loại luôn, 5 điểm của di chuyển và 5 điểm của hành động. Mình bắn súng là ở đâu? Súng này súng gì đây? Sao mà con game không hướng dẫn nhanh vậy? Reload tốn 1 điểm. Bắn thì tốn bao nhiêu điểm ta? Hèn tuôn. Rồi nó chạy để nó cận chiến mình thiệt. Bây giờ bắn ảo vậy anh, trong khi combat mình có thể sử dụng mấy cái vật phẩm để hồi máu. Để hồi máu thì mình cần lựa chọn hồi máu đó. Rồi có thể sử dụng mà đồng đội trong team để hồi máu cho mình luôn.
60 mấy phần trăm đứng từ đây đến đây bắn phục. Thanh niên này thì chỉ có 4 điểm AB di chuyển thôi. Ủa ông này cũng tự bắn luôn hả? Chính xác. Hụt. Rồi bắn chúng rồi. Về đạn. Hết Ascent Von gây đạn luôn. Nó còn một điểm mình bắn chúng cái nữa là xong luôn á. Chí mạng 17 đâu. Lúc mà còn khoảng 2-3 máu thì nó lại là chí mạng 17 đâu. Chùm vào nhau hay gì á. Rồi cháu gái của tôi John, anh ấy đến giờ quỳ bên cái xác một cái người lạ mặt. Nhanh chóng là lấy đi bất cứ thứ gì có giá trị. Bạn nhìn thấy cái chân của cô ấy vẫn còn rất là co giật luôn, nhưng mà anh ấy thì không quan tâm đến thằng này theo cái chủ nghĩa mà xảo quyệt rất là nhiều rồi. Mình xin chạy lại thắc mắc cái vấn đề. Này là gái mà phải không? Bọn chúng thì bắt gặp tao trong lúc tao đang đi tiểu. Nó nghĩ là trong lúc tao tụt quần xuống thì nó phải hạ gục được tao. Nhưng có tiếc là không đâu. Đi gặp mẹ thôi, cô ấy đang bị thương rồi. Chúng ta cần phải lấy lại những con cừu đó con trai ạ. Chỉ còn một vài mũi khâu thì tôi sẽ ổn thôi, tí nữa thì gặp lại. Xin bây giờ đã rời khỏi party rồi. Có một số kẻ mà sang trọng trong thị trấn, nó bị nhốt trong một cái lồng. Thằng tên đó là Deep Ginger. Bây giờ mình sẽ đi lại đó hỏi thằng đó coi nó có thông tin gì cung cấp cho mình không. Ở đây là có cái quyển sách vô đây vậy nè. Trời ơi, một đống nhiệm vụ luôn. À mới như có cái này thôi. Cái này nhiệm vụ chủ tuyến của chúng ta. Nói chuyện với thằng Deep Ginger ở trong thị trấn ở gần mà bên cái trạm xá. Sửa cơ xe gió sửa không được rồi nè. Rồi nãy nó nói gặp thằng cô gì đó đó, cô Le gì đó, để nhờ sửa cái gói xe gió mà tự nhiên nó chạy qua đây luôn. Alo. Đây là cái ba lô của mà nguyên một đội nhóm mình, nó sử dụng dùng chung tất cả cái vật phẩm, tiền và cả những cái trang bị trong cái chuyến hành trình của mình. Em biết hai tầm và có một số lót ở đây. Ở đây hai lót nữa, nhiều quá vậy. Cái nón này nó chỉ có tiền thôi chứ không có chỉ số gì nữa. Chỉ cái này mặc vô cho đẹp vậy thôi à. Cái này mấy cái vụn bánh mì phải không? Ơi trời ơi, sao cái giao tranh là máu của mình không có hồi nha. Kiểu này là tôi bị mệt rồi đó. Có 125 đô thôi, đi thôi. Bây giờ đến đi nói chuyện với thằng Dead Ginger, loot được xác của mấy này không? Như hôm đó nãy loot vậy đó. Được nè, đó. Cái ốc bích, mấy cái, ba cái đồ đạc thì lặt vặt thôi. À mình khi mà khám phá thế giới thì mình sẽ tăng lên một số F nữa. Cái này gặp khá là nhiều trong mấy con game mà những phiêu lưu thế này. Đây có bức tượng nhìn đã vậy. Ủa, từ nãy từ đây chạy qua đây cũng sát bên mà. Lút sát này luôn. Còn kia không lút thì mình lút. 9 đồng tiền vàng. Một cái dao chặt thịt.
Cái này chắc vũ khí cận chiến quá. Bên này túi máng thức ăn thôi, chả có gì cả. Ở đây xác một thằng hả? Đó, cái súng lục. Rút súng ra. Đủ đạn. Cây súng lục này tầm bắn của nó là vũ khí tầm xa. Đam nó 5 đến 8, cây súng của mình cũng 5 đến 8 luôn. Gian 012, cây này thì gian 112. Ách tách tốn 3 điểm AB, gài đạn tốn 1 điểm, băng đạn là 6. Ách tách tốn 3, gài đạn 1, băng đạn 5. Cây súng lục này nó cũng ngang ngang cây này luôn rồi. Có cần đạn không ta? Cái này ngon hơn nào. Bây giờ mình đi đâu? Ở đâu đi nó được? Bản đồ. Bản đồ nó có như đây hả? Ở cuộn đường nào? Không đấy, đi ngược gì đấy? Màu vàng với màu trắng là gì? Con này nó lại đút đầu vô cái hàng rào. Ủa là cái trạm xá mà ở đâu để nói chuyện với thằng kia ta? Đi đây à? Hay đi ngồi kia đây. Có một chỗ tương tác ở đây nè, Alana nè, hồi nãy nói chuyện nè, mình sẽ đưa cái gì cho em đó. Mọi chuyện ổn chứ? Đó là một cái cuộc đột kích, John thì đã bị bắn. Mọi thứ đều an toàn, đừng lo lắng. Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Một vài thằng cướp đã tấn công nông trại và bắt đi một nửa số cừu. Nói về cái thương tích trước, chứ đừng có nói về cái vật chất. Nói về cái thương tích trước. Tôi thấy anh ấy đi ngang qua nhưng mà dường như không có chuyện gì cả. Tôi sẽ kiểm tra anh ấy và Saga sau. Cảm ơn đã kể cho tôi. Đây là một thị trấn nhỏ, bạn biết đó. Cái gì nó cũng sẽ đến tay mà thôi. Nãy nghe em này rồi, có bán cái gì không? Bán mấy cái đồ ăn. Khi mà mình trao đổi với shop á, có thể chia mấy cái setup ra bằng cái chuột phải để kéo một cái item. Rồi đầu game thì biết mua bán cái gì không? Đó, vé là mẹ của dép nè, nãy giới thiệu một lần rồi. Cô làm gì ở đây? Tôi là một người nông dân mà thôi, chủ yếu là đang nuôi thả gà thì bằng thịt mấy con gia súc đó rồi chẳng hạn. Tôi cũng có một cái điều về trang trại của chính mình nữa. Thôi, rất chào đón bạn đây luôn. Lamington là cái gì? Thôi, bye bye. Nào cần gặp lại sau. Có cái gì để lút không vậy? Lút cục đá à? Được một cái bông sa mạc. Lên đây xem.
cũng chủ yếu là cái ngôi làng bỏ hoang thôi. Lấy được cái chai nước, chai nước lớn mà nó sành rỗng. Đây đây ở đây đốt, không tương tác được, lục thùng rác luôn, hai đống rác. Abala, Kini, mấy cái thị trấn gần đây thôi. Cái này là gọi dạng như cái quán bar vậy đó, có tầng bút. Cái này nãy trong cái trailer video game đầu game nó có nè. Một cái người lạ nào đó, một cái thương gia, cái gian hàng. Thanh niên này nay anh bán cái gì không? Thôi, không nói chuyện đánh nhảm là tốn thời gian lắm. Đây cũng là một cái thương nhân khác thôi. Bây giờ đi kiếm cái trạm xá đã. Và hàng mới này em ơi. 13, 15, 1 đến 6, 5 đến 8. Cái này 5 đến 7, gan 0 đến 10, gan 0, 12. Cây này cũng khá là cùi luôn. Thua cây mình đang xài. Được cái là băng đạn nó lên tới 10 viên rồi. Băng đạn nó nhiều hơn thôi. Đúng là mình hoang dã thiệt, đi giữa đường lụm được cái súng. Có cái kính lúp ở đây mà không tương tác được, hay là con mèo. Má không? À đây thằng Dead Ginger đây. Mày là trong cái nhóm cướp của cái bị trong cái nhóm tấn công cái mà nông trại của Taylor phải không? Nói với tao biết nơi để tìm ra tụi mày. Cái này thì hơi hổ báo một chút. Lũ khốn chúng mày đến từ đâu? Nhóm cướp của mày ngủ ở đâu? Bọn nó tấn công thị trấn à? Tôi chả có gì trong tay cả. Nhân đạo mọi người sẽ chết đói nếu như mày không trả cái lũ cừu lại. Mày cũng sẽ chết đói. Đây là cái lựa chọn thứ hai là thiên về cái này. Tao sẽ nghiên cứu cân nhắc thả tự do cho mày. Nói cho tao cái điều tao cần biết đã. Thằng này nó cái thái độ nó lồi lõm như vậy mà. Lừa đảo ở đây. Big John, anh ấy có cái chìa phá. Tao đã nhìn thấy anh ấy rời khỏi thị trấn rồi. Mang cho tao thứ gì đó để tiếp tục. Nó đòi một cốc bia, chỗ này nóng quá. Cho nó cốc bia luôn. Tụi nó đi về hướng Bắc, ngược lại với cái hướng mình đang suy nghĩ đó, cần phải nhanh lên. Nếu không thì nó thịt luôn những con cừu của mình. Đừng quên đi cái lời hứa của chúng ta. Bây giờ đi nói chuyện với thằng Sin hồi nãy về cái nơi thị trấn của con cừu đó. Sao ra này? Tôi là Saga Taylor. Mấy cái băng cá nhân băng cứu thương này thì nó đến từ đâu? Hỏi cái câu đó thì có khi có ích đó. Sau này mình cần mấy cái vật phẩm hồi máu thì có khi hỏi hỏi bà này. Tôi dùng cái tool dịch tiếp đi, cái dịch bằng mắt mệt quá rồi. À mình chỉ cần lấy cái miếng vải xong đó đun sôi rồi phơi nắng, đừng có để nó bị dính vết thương là được. Có tin tức gì mới cho tôi không? Không. Ok bye. Dưới này còn một số người lạ đó nè.
cho bé Túc Trâm. Một cái người nông dân mới chỉ mới bắt đầu làm việc ở đây thôi, mình nên tỏ ra thân thiện đi. Tôi cũng muốn học một số kỹ năng mà có thể hữu dụng trong cái cuộc sống như lúc này. Tôi đang duy trì cái hoạt động cho cái con tàu này hả, cái cỗ máy chạy bằng dầu này hả. Dù sao thì cũng chào mừng bạn đến với Boston, ở bờ Guton chứ, Guton chứ, cái thị trấn là tên cái thị trấn này phải không? Cái thanh niên này sẽ hỏi về cái ông Mít để chào mừng mình đến đây. Mít đại ta, có khi nào ông thị trưởng ở đây không? Có tin gì mới không? Mùa sinh sản của mấy con thú lâu. Bye. À Phan, mình hỏi nó nít anh đi. Bạn đã bao giờ uống nước có ga chưa? Mắt anh ta sáng lên. Có một lần tôi đã uống một ít trâu quán rượu. Tôi mất nhiều thời gian để mà không với nôn nó ra ngoài. Anh niên này là một cái thợ cơ khí, rất thích sửa mấy cái máy móc thôi. Anh đã ở Boston bao lâu rồi? Boston chứ. Hầu hết thời gian tôi đều ở đây để làm việc nào đó. Khả năng sau này mình có máy móc gì thì đem lại tìm thanh niên này. Đây là dựa hai cái chỉ số ném của mình, rất là đơn giản, ném đơn giản à. Nhiều gì vậy? Trời ơi, ném như hạch vậy á. Vì tụi nhỏ nó khinh. Ai đây? Không tương tác được. Trời, đi lục phùng gác nữa hả? Lục phùng gác coi bộ một đống đồ luôn. Thôi này, khu này là không còn gì để đi nữa. Con mèo nè. Bây giờ thằng Xin nó đâu ra mà nói chuyện với nó. Hôm nay không, trong quán bar này không? Không có thì không có em này hết. Lại đi lục thùng rác. Con người thì lần đầu tiên được miễn phí, nếu bạn hứa là sẽ mua thêm 3 ly nữa. Rồi ok. Bây giờ thì tôi vẫn chưa chính thức đến giờ mở cửa, nhưng mà muốn lúc nào thì cũng được. Làm thế nào mà hoạt động một cái quán bar như thế này được? Tôi thì bây giờ máu đã bị nhiễm độc thì sắp hẹo rồi, nên không còn quan tâm gì nữa. Đúng là tội tôi. Tất nhiên việc mất đi một chân không làm tôi mất đi cái bản năng giao dịch của mình. Tôi vẫn sẽ số cố làm việc để mà kiếm một chút đỉnh nào đó. Có cái điều thú vị gì ở thị trấn này không? Vít và Ether lại đánh nhau, lần này không làm gãy hào. Sao ra vẫn là chửi họ một trận con lành rồi. Tiếp đi.
Ồ. Gai với Vicky. Cái này là cái gì ta? Nên cô ấy đã lén lén là có một món nợ rồi đó. Nên cô ấy đã lén xén cái lông cừu á, nãy giờ lúc nửa đêm trần truồng đứng chạy ngoài đường. Lông cừu này tôi không biết có phải ý nghĩa nào. Rồi được rồi, dừng lại đi. Còn gì nữa không? Có mang bầu rồi hả? Cái này là mấy cái ngôn ngữ từ địa phương nè. Khi anh em ghé vô thì nó sẽ mô tả là cái từ gốc cho anh em đọc hiểu. Cái tên thì cô Quan cuối cùng đã quay lại với nhau. Có tin rằng cô ấy là mang thai. Có cái tin gì hữu ích trong trời? Bà này bác kể chứ mấy cái chuyện mà dạng như người ta scandal á. Rồi, tạm biệt thôi. Không có gì hữu ích trong đây cả. Đúng là cái quán bar thì trong mấy con game anh em vô đó để tìm hiểu tin tức thì đúng là nhiều luôn. Thằng Sim thì chắc nó trên gian trại quá, lên đây kiếm nó thôi. Gần tiếng đồng hồ đó nha, mà tôi mới chỉ qua chơi đợi nói chuyện với vài người thôi đó. Chào Xin, tụi nó thì hồi nãy hình như nó nói là đi về phía Bắc thì phải. Đó, hắn nói thì mọi người có khả năng đi về phía Bắc. Nó đã bảo tôi biết cái chỗ lơi để đi tìm cùng đi thôi. Tôi sẽ lấy cái lũ cừu lại, đừng lo lắng. Đi thôi. Thằng này nó sẽ không đi cùng mình, nó phải ở đây để dọn dẹp cái thị trấn rồi đó, rồi kiểm tra chăm sóc bố nữa. Có chắc là không muốn đi với tôi không? Tôi sẽ mang đủ cù lại, đừng lo lắng. Khẳng định tự tin hùng hồn luôn. Ok, tôi tin tưởng cô. Ủa đi luôn hả? Nghĩ sao một mình đi cân nguyên một bầy Two cướp được dusty figures stand in the distance having a heated conversation. Có hai kẻ lạ mặt You đang can't đứng ở hear đằng xa. everything they're Nó saying, đang but the mà cãi name nhau rất là sôi nổi luôn. Mold comes up repeatedly. Mình không nghe You're rõ nó aiming nói to get những cái điều gì, quite nhưng mà close chỉ nhắc before đến they cái tên notice you. là Alexi này đó, cứ As liên you tục xuất hiện. approach the sheep, however, Khi mà mình they đến gần thì suddenly hai thằng này fall nó bất ngờ đột silent. nhiên im lặng đi. Này, con kia, đứng yên đó. Điểm thức tỉnh của mình rất là cao nè, 4 với 5 điểm nè. Du. Tôi là Lemon, đây là Sue. Mr. Guest là gì ta? Không biết cái từ này có nghĩa là gì. Có một cái nhóm cướp đã tấn công cái thị trấn của Taylor vào một buổi sáng và mang đi một số cái đủ cừu của chúng tôi. Đây có phải đủ cừu của bạn không? Mình nên đặt câu hỏi ra đi. Tự nhiên cú súng ra đưa tất cả luôn cù thì cũng không được. Hỏi rồi bọn này nó nhìn thấy mấy con cừu đi lang thang nên nói là của nó luôn. Đưa cho nó biết cái thị trấn Gia Đa bị tấn công lũ cùng chúng tôi. Đủ chúng nó cũng tấn công mà đít xây một vài ngày trước. Không nghĩ cái điều không may này lại cũng là xảy đến với thị trấn Tây Lo. Điều này thật tồi tệ. Nên hai đứa này bây giờ nó muốn quay lại cái thị trấn mà Alexi à. Mình bây giờ nên dùng vũ lực đòi lại mấy con cừu luôn hay là hỏi thăm hỏi giá đó? Thử thấy xem qua bài phù không? Kinh doanh không phải là trò đùa đâu nha.
Cái tuần dịch của tôi nó nghỉ dịch được rồi, nãy giờ dịch bằng tay bằng mắt, đau đầu chóng mặt quá. Mình nhìn mấy con cừu này thì sao biết có phải mấy con cừu ở thị trấn Tây Loan ta? Đầu tiên con cừu này trông có vẻ là rất là mất nước à. Tổng cộng là 30 con cừu đến từ rất là nhiều nơi luôn, thị trấn Tây Loa, từ Philippines này là ra xây gì đó rất là nhiều nơi. Một vài con cừu đến từ bơm lên. Giữa trưa mà có muỗi nha. Bây giờ có trả cừu hay không, nói thẳng một câu đi. Cậu lấy một nửa, tôi lấy một nửa. Gaston sẽ là Gaston thì có nhiều miệng ăn hơn là Alice này, có ít miệng ăn hơn. Bây giờ theo cái chủ nghĩa đó thực dụng nè, cuối cùng thì chia đôi một nửa thì không ai cả chết đói cả. Còn bây giờ thì vô cái tính nhân đạo của mình. Không có con cừu riêng ai cả, bạn chọn được chúng tôi, bây giờ thì lấy lại công bằng thôi. Không, mình phải đòi lại mới được. Tôi biết thì cậu ông bao giờ chưa có hề dùng súng trước đây. Một là trả vô cừu lại. Tôi sẽ gửi xin vào anh đến vào ngày mai. Tiền mua thì đầu game là gì có tiền mà mua. Bây giờ đe dọa nó hay là chia nó phần nửa cùng. Chia nó đi, sau này có khi mình sẽ sang cái thị trấn nó nhận một số quét nữa đó. Nên tốt nhất là đừng nên quá hạch sách chứ nữa là làm gì. Rồi, mỗi bên một nửa cùng. Rồi, ok. Mình không có đem hết cù về nhưng mà ít ra cũng đem được một nửa. Thực ra cù này từ rất là nhiều nơi luôn á. Từ 4-5 nơi lận. Nên mình đòi một nửa là có khi là mình còn có lợi nữa đó nha. Rồi, tốt nhất thì đừng có làm hỏng cái chuyện ở mà good con của cô. À, hai chúng ta đều tốt nhất là nên đi con đường riêng của mình. Có rất nhiều nhiều người ở là đất xây, họ cũng sẽ chết đói mà thôi. Rồi, bây giờ về. Mình nói miệng thôi chứ không có dùng vũ lực nha. Nãy giờ vẫn dùng cái mồm để giải quyết vấn đề đó, chứ chưa có móc đi súng nhau đâu. Nè, ông Mít nè, nãy nhắc hoài luôn. Mít đang cố gắng che giấu cái điều gì đó. Ta mắt hay nấy chỉ mở to một chút thì thấy một cái đàn cừu đi sau lưng mình. Có bao nhiêu con? Đây là người nông dân mới của bạn phải không? Số còn lại ở đâu? Bây giờ nói làm sao với nó hả? Không, cứ nói bình thường thôi, cứ nói bình thường đi. Anh niên này đúng bạo lực luôn, ông này tốt nhất nên đặt một cái viên đạn vào giữa hai con mắt nó cho nó nhanh gọn lẹ vấn đề.
những người đó không phải là kẻ săn trộm, họ nói là đến từ cái thị trấn Whitechester gì đó, không biết có phải thật không. Ý của cô là cô không phải muốn nói những cái điều đó ngay từ đầu phải không, dạng như là mình nói mà bóng gió một tí để thử lòng coi ông này cũng phản ứng sao á. Xin lỗi thôi, tôi có biết đâu con game nó đưa cái như vậy thì tôi chọn chứ tôi có thú ông hả. Ông này có vẻ là hơi khó khăn với mình nha. Rồi, bạn đã mang được một số con cừu về coi. Rồi, nói được rồi. Báo cho cha anh đi, anh xin rồi. We're done blowing smoke up each other's Xong cái asses. web, I've got nói chuyện với business Mick. to attend to. Rồi, ông Mick này có một công việc kinh doanh nào đó. Đi ra nói chuyện với ông John này. Hello again. Mình đi thử súng với ông này á. Thể hiện trình độ bắn súng cho ông coi à. Bây giờ nó lại hướng dẫn cái giao tranh combat. Rồi bắn hụt. Lại gần thì nó bắn trúng hơn không? Cũng vẫn 40 thôi. Cũng vẫn 40 thôi. Hụt nữa. Hụt nữa. Nhân phẩm kia gì vậy? Rồi, nó bắt con khỉ á, 40% mà hụt 3-4 lần. Rồi, tôi thấy cô là người có thể khả năng giải quyết một cuộc chiến bằng cây súng của mình đó. Tớ thì tôi có thể mang được nhiều con cừu về hơn không đâu. Mình đã hứa chia sẻ với thằng kia phần nữa rồi. Bây giờ tôi sẽ giúp gì nữa không? Chính xác bây giờ nghỉ ngơi chờ đến ngày mai thôi. Rồi bye anh. Bây giờ đi nói chuyện với thằng Mít về ở cái khu thương mại của ông. 1 tiếng đồng hồ. Nói chung thì con game này nó cốt truyện nó tiến triển hơi chậm, nhưng mà anh em được tìm hiểu khá nhiều thứ luôn. Ai đây? Một khuôn mặt mới rất là hạnh phúc, một người bạn mới. Cô làm gì với những cái con mà con này gọi là con gì tôi quên mất tiêu rồi ta. Con lạc đà, Cameo là con lạc đà. Đây là bóp giờ đâu. Đang đi chơi ở khu trang trại chúng ta đo cùng những con cừu khác. Tôi nghĩ là nó đang muốn trò chuyện với bạn bè thôi. Ăn và bắn như giống xích ở chỗ này, không có gì làm cả. Hầu hết mọi người đều không ở lại đây lâu. Họ đến với mà những cái nơi này và nơi khác, những cái nơi mà rất là thú vị hơn nhiều. Họ còn phải lo toan cho cuộc sống của mình. Thôi, cô lại. Yes, girl. Là một cái thương nhân đi trao đổi hàng hóa, gái xinh mà dám đi lang thang ở trong cái hậu tận thế như thế này để buôn bán hàng. Ủa? Ừ, không chừng hồi nãy mình chọn cái nhân vật này là có khi là em Z này không? Cũng có một em mà cũ bạn đi lang thang bán hàng á. Nãy tôi chọn là chọn nhân vật mồ côi, còn một nhân vật nữa thì lớn lên với khẩu súng. Tôi lùng sục khắp cái nơi hẻo lánh để mang về những thứ có giá trị do người dân ở Guston. Thì không đó. Tôi là cưỡi lạc đà đi vòng quanh ở giữa Gotton và Kukebay như một cái tuyến đường thương mại, giống cái mà gọi là cái gì đó, hồi xưa có cái gọi là con đường tơ lụa, cũng cưỡi lạc đà đi qua đi lại trên sa mạc như thế này nè. Thỉnh thoảng thì tôi vẫn ngủ dưới bên dưới một cái bầu trời đầy sao, tức là ăn bờ ngủ bụi á. Nhưng tôi biết tôi không thể bị bắt. Đúng rồi đó, gái là trai thì nó sẽ giết, còn gái là nó sẽ bị bắt thôi. Cần cái giúp cái gì không? Hiện tại không cần, không có giao quét gì mình cho mình hết. Coi, bye. Coi mấy con cừu lên ép nè. Lên cấp mình hả?
Bạn đã lên cấp, mở cái phần nhân vật ra và mình sẽ nhận một cái điểm này và 10 cái điểm siêu phone nữa. Con điểm một gì đó hả anh? 10 điểm đi. 14 điểm. Mình nên bui cái đòn cận chiến là bui máu lên nè. Điểm thủ lĩnh. Hồi nãy cái chỉ số mình thấp quá, ném cái quả bóng nó đéo đi luôn. Cộng 5% cơ hội chí mạng. 25 lên 26 luôn, 26 luôn. Level 2. Ủa lên level là đầy máu nè. Ở chợ, chợ thì chắc là chỗ dưới này. Đi nói chuyện với ông Mít thôi. Này ổng nè. Hai thanh niên này đi mà hai cái tay cứng đơn nè, mấy animation làm. Rồi, ông này muốn nghe mình kể chuyện về cái những cái người ở mà Alexa đó, vô cái mà quán bar nói chuyện thôi. Thôi, đi làm một ly rồi trò chuyện nào. Một cái người lạ này, xin lỗi. Tôi cần một chút thời gian của anh. Mình yên lặng thôi, chuyện của người ta. Rồi có gì thì nói đi. Tên của tôi là James Wakefield. Có vui được ông John. Thanh niên này mang đến một lời đề nghị cho mình và những người ở đây luôn. Tức là ông này gần như đại diện cho thị trấn đó. Thằng này nó muốn nói chuyện gì đó liên quan cả thị trấn. Có gì thì nói nhanh đi. Thanh niên này đến từ một cái cổng ở phía đông. Phía bên này nè, phía đông. Rồi muốn cái thanh niên muốn nguyên cái mà khu của mình luôn, khu cái gọi là cái thị trấn mà Gotham của mình đầu quân cho cái thành phố của nó, tức là hàng phục luôn đó hả? Rồi hứa hẹn về một cái tương lai kỳ diệu của thời đại mới này thôi. Bạn muốn chúng tôi là cúi đầu phục tùng một người mà chưa bao giờ hướng về hỗ trợ chúng tôi điều gì trước đây, thậm chí chưa một cái lời đến chào hỏi luôn. Đầu tiên thì lo cái bụng trước đã. Tôi đi xịt mũi đây. Game này đọc chữ nó hơi mệt tí. Tiếp tục im lặng thôi, để ổng giải quyết cái chuyện đó, mình không có nên xen vào. Rồi, chỉ có tốt nhất là chỉ có nói mồm thôi, chứ không có hứa gì cả. Rồi, ông không muốn lời đề nghị hợp tác từ lâu rồi thôi. Câu trả lời vẫn là không. Thằng này nó muốn cái mà thị trấn này quy phục với nó luôn, đéo có đâu, trông như là một cái thỏa thuận rất là tăm tối vậy đó. Cái này là liên quan đến một trong 6 câu hồi đầu tiên tôi chọn, anh em nhớ không? Có một cái thằng sứ giả nó lại nó đề nghị mình cúi đầu hàng phục đóng tiền bảo kê cho một cái thằng to to á, thì mình giải quyết như thế nào lúc đó thì tôi chọn cái nào thì tôi quên mất tiêu rồi. Anh ấy đã nói không rồi mày bị điếc à? Không vẫn là không. Thằng này không nên nói nhiều nữa. Bắt đầu hạ cái giọng xuống rồi đó. Rồi cúp đi nha. Không có thỏa thuận gì hết. Rồi đi làm cốc bia thôi anh ơi. Một người lạ mặt rồi đó nữa hả?
Nó liếc mình cái rồi lại tiếp tục thôi. Xin là Eula Mitty, đây là Nguyên Z. Bắt đầu làm việc ở cái thị trấn cái mà khu nông trại chúng ta ngày hôm nay. Em này là trinh sát đó. Eula và Mitty là hai cái trinh sát ở Banla 2. Càng gì thấy mình cái là liếc mắt ngang nhìn liền cái. Đúng là dân trong nghề thiệt. Gamer á. Good day. Đúng buồn ngủ thiệt luôn. Gotta head back and spell mad. She'll have gotten pissy sitting up in that nest by a lonesome for hours. Eula này là mít. Gamer. Em này trong mặt có vẻ là khá là sạch sẽ và còn mới đây mẹ cũng được. Pub o'clock, yeah. Rồi, đến giờ quán bar mở cửa chưa? Uống không? Làm vài ly không em? Go là cái gì tôi cũng không biết nữa. Rồi chuẩn bị về quê hả? Dù nói mời mồm, đừng có nói chuyện à, ai. Tôi là người trưởng thành nên có khả năng tự quyết định những gì mình muốn. Tối nay tôi sẽ ở quán rượu này. Rồi, nhậu em ơi. Bên cạnh đó thì tôi muốn một cái cuộc sống tốt đẹp hơn một tí, chúng ta tận hưởng mỗi ngày trước khi mà có điều rủi ro ập đến. Đó là điều đơn giản mà phải không? Tăng cái điểm bắn súng đi, mình trả lời nó bằng con này. Rồi chuẩn rồi đó, đúng nhất là nên quẩy đi, ai biết ngày mai sẽ như thế nào. Jesse đã hứa mua cho tôi bia rồi, cảm giác đây. Không biết cái cảm giác mà được uống cái đồ uống miễn phí nó như thế nào đấy. Em này có vẻ còn khá trẻ nên vẫn còn mà hơi cái tính trẻ con tí. Nói chuyện về anyway, trò chuyện Dreamer, rồi tới giờ quán bar mở cửa để vô thôi. Rồi đến cái quán bar và mua ly bia của mình, cái đó cũng là nhiệm vụ nữa. Tôi muốn mua bia $5, cảm ơn. Nói chuyện với mít ở ngay đây. Mít thì đang nói chuyện về cái những cái sự kiện diễn ra trong ngày. Bạn có muốn mua bia cho tôi không? Khá đáng buồn. Xách ly á. Hỏi về cái chìa khóa cho cái thằng mà trong cái lồng giam á. Nên không ta? Tôi muốn đưa mà Dead Kinder ra khỏi cái lồng đó. Hỏi về cái thằng trong cái lồng trước đi. Không nên mà vội vã đưa ra hai lựa chọn này. Thanh niên này thì méo quan tâm cái cách mình hỏi về cái thằng đó luôn. Nói chuyện bình thường thôi. Hơi quê nha, quê thiệt đó nha. Nếu tôi muốn bia cho mua, nếu mà tôi muốn mua bia cho anh đó thì tôi đã mua rồi. Atta girl,
Ông này thì có vẻ là không thích mình cho lắm, cọc cạch về thái độ của mình rất là nhiều luôn. Rồi, giờ nghe kỹ đây. Mình thì tốt nhất nên hỗ trợ thanh niên John và Sim, hai cái cặp cha con ở nông trại á. Tell me I'm wrong. The sound of hail reaches your ears a moment before Sean bursts into the pub, screams and clawing smoke. Cái gì? Sim bất ngờ xông vào quán bar, phía sau lưng anh ấy khói bụi rất là mù mịt. Get out here, we're under attack. Rồi, có cái thằng nào cổng mình đây? Em này đúng là bà chủ quán bar thò tay ra sao mấy người súng liền. Có một cái chân giả nè. Có thằng nào đó đột kích vô thị trấn này. Tưởng nói là mấy thằng giọng cù nãy à. Gì mà tan quán vinh nè. Em gamer này cũng chiếm phát đó chứ. Này đã mình loot rồi. Giờ đi đâu làm gì? Vậy thôi, chạy ra ngoài cổng đi về coi cái thằng Sim nó sao rồi. Chúng ta sẽ không đi cho đến khi có một thêm một vài người nữa. I said not yet. Tôi nói không phải bây giờ. Bây giờ mình theo cái chủ nghĩa nhân đạo của mình á, thì mình sẽ phải đi cứu một vài người nữa thì mới rời khỏi cái thị trấn này. Những người khác đang ở đâu? Rồi sau khi chúng ta không nên để ai nữa. Gì vậy? Hỏi về cái chìa khóa cho cái thằng Dead Winner trong lòng ấy. Mày bị điên à? Sau đó nó quăng cái chìa khóa cho mình. Nhanh lên thằng điên kia. Em này không chạy đi. Rồi, mình giải cứu 5 người trong thị trấn gì đó. Nó mới hiển thị cái quét á. Nè. Đây là rời khỏi cái portal này thì chọn là cứu thêm 5 người trong cái thị trấn rồi đó. Giờ nó mới hiển thị cái quét đây. 5 người á. Bắt đầu dưới này thôi. Đây là Oliver nè. Mà sao không thấy mấy thằng nào tấn công ta? Hai người à. Portal Farmer, người nông dân ở đây, đi luôn đi. 3 người. Mình có nên cứu cái thằng bị nhốt trong cái lồng này không ta? Thằng đó là tội phạm mà. Xin. Lấy những gì chúng ta cần rồi khỏi đây thôi. Em Sega này không đi hả? Rồi xin bây giờ cần giúp một số cái mà đồ đạc y tế gì đó. Cái phóng xạ là cái chất độc, bạn biết cái điều đó mà. Bỏ thôi, bỏ buông xuôi thôi. Đừng có làm bị thương bản thân mình, đó là lực đầu tiên trong y tế. Trời ơi, còn phải đi lấy một cái medkit cho Saga nữa. Cái này ai kit được không? Shit là ai? Shit, thằng này nó ngọn ghế. Yeah.
thằng này nó bị nhiễm phóng xạ, nó tưởng là khỏe hơn nhưng mà nó cảm giác như đang bị ảo giác á. Bây giờ nói nó cái nào đây? Bây giờ giúp nó lên bệnh nó đi. Đi thôi. Anh phải đi với chúng tôi nhưng mà anh phải bỏ một số cái đồ đạc đi đó. Thôi giúp nó đi. Nói thẳng nó luôn, mày đéo quan trọng đi đâu nhưng tao sẽ giúp mày. Rồi mình dắt nó lên xe cứu thương, nhận được 300 mép luôn đó hả? Rồi, dìu nó lên xe đi, không có ai đi về sành dìu. Còn thằng này thì tôi không biết nên cứu nó không nào. Nhìn cái mặt nó là hết muốn cứu rồi. Băng cái chìa khóa cho nó đi. Để nó. Ủa, nãy tôi chọn đưa chìa khóa nó mà ta. Hay là tôi nãy đọc lộn cái chữ nào đó. Mà thôi, cũng không muốn cứu này đâu. Đó là tội phạm thì cứ để nó đó. Có ai cần giúp ở đây nữa không? Giúp tới 5 người lận. Nhưng mà thấy làm gì còn người đâu. Isabella. Sina, Isabella ở đây hả? Rồi, còn người nói là ở đâu trên này nè. Sina. Ngồi đó ôm đầu làm cái gì? Khói lửa chiến tranh. Chạy qua lửa luôn nè, vãi. Rồi, bây giờ rồi cái thị trấn được rồi đó. Bây giờ lấy một medkit cho Saga nữa, medkit lấy đâu trời gì. Đưa cái thằng mà bị bệnh sắp chết nó đi theo làm cái gì cũng biết. Còn thằng tù này ở trống nữa. Thằng xin thì nó đang dọn đồ. Tôi không biết, giờ cũng đéo quan tâm ai là đang tấn công chúng ta đâu. Nhiệm vụ của tôi là xử lý cái vết thương đó. Ở đây chúng ta cần giúp đỡ đủ rồi. Đi nè, nó nói là Suya đang dọn cái đống hàng này. Trời ơi, con cục hàng một mà nó đem tới đem nuôi hoài luôn. Ây da. Dắt là hy sinh rồi, đẩy Anna đi thôi. Dạ, bây giờ đưa ra lựa chọn nhanh thẳng nha. Một là mình kêu Alana, đợi đã. Năm, cực kỳ khốn nạn luôn. Bỏ cô Alana, bỏ cái con bé này lại theo này luôn. Thằng này nó hy sinh, nó cản đường cho Alana đi mà. Thì mình cực kỳ khốn nạn, mình bỏ con này lại luôn. Để con bé này nó đi theo chỉ tầm chậm chân mình thôi.
bây giờ kéo em nó lại thôi. Cái mà chủ nghĩa vô thần hư vô này nữa nè, để con ấy đi nè, không muốn giúp đỡ những người là không giúp. Bình thường sống thôi mà anh em mà theo cái kiểu mà ích kỷ á, không suy nghĩ nhiều thì chọn cái này. Anh em mà theo kiểu khốn nạn luôn thì chọn cái này, còn bình thường chắc chọn cái này đó, kéo nó lên thôi. Kiểu là vô nó hy sinh nó cứu cô rồi đó, giống thịt mấy cái cảnh trong phim thôi. Kéo nó vào, kéo cô ấy vào. Bạn có súng không? Đưa tôi súng để tôi giải quyết mấy anh đó cho. Bloody hell. Rồi. Mình đưa được em Alana đi với thanh niên Shin này. Với mà một con bé là Lana nè. Everything else. Nói chung bây giờ cái thị trấn Brooklyn của mình bây giờ là tan banh luôn rồi đó. Making the most of a shitty situation after the world went and fucked itself. Brooklyn was with no hope now. Anh em có nhớ cái thằng mà lúc nó lại nói chuyện với thằng Mít không? Cái thằng người lạ nó lại nói chuyện với thằng Mít về cái lệnh phục tùng do cái thằng ở phía đông vậy đó. Mình từ chối một cái là nó bức mình luôn. With a hint of fire on the horizon. Bây giờ băng qua sa mạc đỏ, chúng ta đi mà tìm cái nơi sống sót thôi. The pale faces of the survivors. Mít, Ela và Mắt. Valley, Valley Hall were ovals of white in the darkness when you left, watching as you, Mick, Ella and Mad begin your trek towards the answers none of you were sure you wanted to find. Smoke no longer rises from Brooklyn. The visiting winds have carried it away in the night. You listen for the cries of the wounded, but hear only silence. Even the dawn chorus of kookaburras chattering in the trees is absent, chased away by the smell of blood and gunpowder. Ngửi được cái mùi máu và mùi thuốc súng. Mick leads you through the gate, then stops. Mick thì đưa bạn qua khỏi cổng cho đến khi dừng lại. Đó là một cơn ác mộng thực sự. Bây giờ mới bắt đầu vào game đó hả? Right. Spread out and look for survivors. Scouts will hold up around the pub. Bây giờ mình chỉ hướng trong quay thử thị trấn thì nó hoang tàn như thế này cả, chả còn cái quái gì luôn. Bạn và Saga thì bây giờ đi đến cái cổng mà ở phía nam. Ông này sẽ đi tìm một số cái gì đó. Thôi. Ok. Tôi sẽ đi đến cái chỗ mà trạm xá này coi nó làm sao. Tôi muốn ghé qua coi cái thằng ở trong tù ấy nó có chết không, trong cái củi á. Rồi sau nào xong việc thì gặp đặt mặt ở cái bãi nước trống đó. Ok, mình lên cấp rồi nè, tí nữa tăng điểm sao. Tôi muốn chạy xuống đây coi cái thằng trong cái củi nó có chết không. Đít rồi, đít Ginder rồi. Good git Ginder, chắc nó hẹo rồi đó. Nó chết rồi. Tôi cứ tưởng là nó không chết, sau này nó được mấy thằng kia cứu rồi nó trả thù mình cái vụ mà không nó mở chìa khóa cho nó. Mà thằng này nó cướp sống lỗi à. Khu này thì bắt đầu quen tàn rồi, chả còn cái quái gì nữa. Bây giờ lấy khẩu súng lên đã. Từ dịch cái câu này ăn cách. Sớt thâm son anh ta nằm dài trên sàn, khẩu súng lục của Saga vẫn nắm chặt trong bàn tay lạnh lẽo vô hồn của anh ta. Từ những vệt máu ở cửa, bạn thấy rằng anh ta đã bất ngờ tấn công những kẻ tấn công mình. Tất nhiên cái điều đó thì không đủ sức để cứu anh ấy. Ít ra thằng này nó có chống trả. Lấy cái khẩu súng lục đi. Saga sẽ muốn lấy lại thứ đó.
Cô ấy nói chuyện rất là nhẹ nhàng nhưng mà ẩn chứa rất là nhiều ẩn ý trong này. Ok, muốn thì đưa. Bây giờ mình tìm kiếm một chút tí nữa coi trong này còn cái gì không. Chẳng có cái quái gì cả. Tìm thấy được cái gì đó đưa cho Saga rồi. Jake would have left a sign if he was safe. Something's wrong. Chắc đã để lại dấu hiệu nếu anh ấy an toàn. À, cái đó là cái dấu vết để lại dấu hiệu. Cái gì? Một phát mà ân huệ tiến đưa hả? Khu chợ có cái gì kìa. Từ 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 từ. Rồi hẻo hết mẹ rồi. Mít dựa đầu vào một cái quán cũ trong tường. Đứa con trai đã chết ngồi bên cạnh. Khổ anh mít. Khổ anh mít luôn. Cho anh ấy thư giãn một tí nghỉ ngơi đi. Chết sạch đó cho anh ấy. Nè em gamer nãy nói chuyện với mình trước quán bar ở đây cũng hẹo luôn rồi nè. Trời ơi. Em đã nói một cái câu hồi nãy mà nhớ cái gì đó. Tôi muốn vui vẻ hôm nay gì đó. Để không biết mà tương lai nó ra sao. Cuộc sống ngày mai như thế nào. Nói xong câu đó là đúng deep touch luôn á. Vừa mới tận hưởng được một vài cốc bia ngày hôm qua. Hôm nay thì hẹo luôn. Misty nè. Anh em này gamer nè. Vết đạn ở cổ họng, cổ và đùi. Hai đốm máu nổi lên trên đôi má nhợt nhạt. Trời ơi, khổ. Đừng. Đừng có làm cái điều đó. Ông mít khổ, em này cũng khổ luôn. Vừa mới đi ra đó giỏi giỏi tí, mình bấm điều khiển nhân vật nó chạy ra liền. Xin. Anh niên dắt này cũng hẹo luôn rồi gì. Cái làng này còn cái gì nữa đâu. Thôi hôm nay chắc chơi đến đây được rồi. Bây giờ mới vô game à. Bây giờ mình đi ra đây tầm hợp còn hôm này nữa là xong rồi đó. Xong cái vụ này thì chắc là mở màn giới thiệu con game như thế này thôi. Bây giờ chúng ta còn một cái ông đội trưởng nè. Hai anh lính trinh sát đâu nè. Hai em lính trinh sát này lút được đóng đồ luôn. Hey mate, this has been quite. Rồi chia buồn cùng anh. Rồi xong việc ở đây rồi. It's been a tough day, but we're not done yet. It's the way I see it. We bury our dead and we head off to Meriden. The radio's still out of Ballybally. Bây giờ chung có những người đã chết và đi đến mà Meriden thôi. We'll need to travel by night, but even a crawl by the light of the stars will be better than lighting a bonfire back at the hall that anyone can track us by. Any objections? Ở đây cái gì nữa, thị trấn quan tài như thế này ở lại làm cái méo vậy gì? Tại sao lại đi đến Meriden nó làm cái gì? Nơi đó thì có những cái bức tường rất là vững chắc luôn, lực lượng quân đội thì cũng đã được huấn luyện đào tạo rất là nhiều. Những tân binh tham gia thì ngoài ra còn có những cái thợ săn người sưu tầm nữa, họ cũng là xếp vào cái đội ngũ bảo vệ thành phố này nên cái thành phố đó tôi nói an toàn đó. Rồi đi thôi. Chọn cái này có hơi mà vô cảm không? Được rồi, lấy cái sản và đào chung cấp mọi người đi rồi chúng ta sẽ đi khỏi thành phố này. It's never easy to say goodbye before you're ready. Especially when you thought. Tôi chưa bao giờ có cơ hội nói chào tạm biệt trước khi mà tôi sẵn sàng cả. I've still got a lot to learn. Jake was the best of us. She would have known. You take off into the wilderness. Rồi, bây giờ chúng ta mới bắt đầu vô game đó. Until you've put a couple of days distance between you and the flames. No one talks, or if they do,
It's all in whispers. You have enough food. Just enough. For now. Suddenly, a crack, like the sky breaking in two. You look up at the cloudless vault, but Mix caught the tail end of it through his binoculars. Pick up the pace, is all he says. People are more than tired. They're exhausted. But Mick's words light a fire under him, get everyone moving as if the devil himself is hot on their heels. Then again, looking at the rising plume of dust and smoke ahead of you, maybe it's not the inferno you left behind that you need to worry about. Rồi, coi như là hôm nay dừng ở đây ha anh em. Nói chuyện về câu nữa rồi nghỉ. Sao có vụ máy bay gì ở đây nữa đây? Xong cái vụ này cái đi. I'm kidding. Có những cái thằng lại đây bắt đầu đào bới gác hả? Tôi chưa bao giờ thấy những điều này trước đây. Ella, you want to wait? This won't stay quiet for long. Yeah, we can come back later. Go on then. Come get me if you find anything. Nguyên cái máy bay luôn. MH370 à. Too bloody right. What a beaut, eh? I've thằng had a little poke around, but still can't quite make heads or tails of it. Thằng này chắc là chuyên gia đi móc gác ở đây à. Thằng này tên là DJ, chiếc tách của mà DJ Gilly. Mọi người đều gọi tên là DJ. Thanh niên này có vẻ nói nhiều không? Biết là thanh niên Z với Saga là luôn hả? Rồi, nó giúp đỡ mình làm cái gì đó. Này nó muốn đi chung với mình. Người đẹp nữa chứ, lady. Rồi đi gì nó vô cái tay mình luôn nè. Thì tự nhiên cho thằng ớt ơi này vô trong tay mình vậy. Come on, let's get inside. Rồi, hôm nay chắc ngừng ở đây thôi. Chúng ta mới vào game được có 4 nhân mạng rồi nè. Coi như cái thành phố đầu tiên chúng ta đi đến nơi mới đi sinh việc ở thị trấn nông trại này nó tan quan hết cả. Đi cứu được vài con cù về. Chưa biết cái vụ đột kích này vô trong cái thành phố này là của ai. Không biết là do mấy cái thằng mà đầu tiên nó lại nói chuyện với thằng Mít á. Cái thằng mà nó đòi yêu cầu phục tùng ông Mít này nguyên cái thị trấn này. Phục tùng cho cái thằng tướng mới nổi lên ở phía đông á. Thì ông Mít này ông từ chối đi. Từ chối rất là đánh thép luôn. Tôi không muốn phục vụ cho mấy thằng đó. Nó như là cái lời hứa hẹn của ác quỷ mà thôi. Thì vừa mới từ chối xong đến tối hôm đó là nguyên cái thành lũy của mình bị đột kích banh giành á. Không biết có phải là cái vụ của cái thằng ở bên hướng đông đó không. Thì ngoài ra thì còn một cái vụ là trộm cù ở phía bắc. Và cái vụ trộm cù đó thì mình xử khá là đơn giản à. Nên chắc không phải mấy thằng trộm cù ở đâu. Nó trộm cù rồi nó đồ sát nguyên cái làng này làm cái gì nữa đâu. Không công lắm. Nên tôi vẫn nghĩ cái vụ này. Cái vụ mà gây ra ngôi làng này ở cái thằng mà thỏa thuận không được ở hướng đông với mình thôi. Còn mấy cái vụ cướp lặt vặt mấy con cù thì chắc mấy đứa hướng bắc. Mình có thời gian thì tôi chơi tiếp game này. Rồi xếp. Hôm nay trên đây thôi, có thời gian tôi sẽ chơi tiếp con game này, nó nhiều chữ mà, khá là đau đầu luôn. Rồi, ok, bye bye anh em.